Xin chào các bạn, đây là bản tin West News vào ngày 10 tháng 3 và không biết trong ngày hôm nay đã có những tin tức gì nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật qua bản tin sau đây nhé. Kiểm tra bài cũ, 4 từ thôi nhưng cũng đủ để khiến cho nhiều học sinh cảm thấy lo lắng. Mới đây, sự việc một cô giáo có hình thức kiểm tra bài cũ cho cả học sinh học trên lớp lẫn học sinh học online được chia sẻ trong hội nhóm trường người ta thì đã khiến cho nhiều người chứng kiến phải gật gù trước sự tận tâm của vị giáo viên này. Cụ thể, những hình ảnh này được chia sẻ trong hội nhóm có tên là Trường Người Ta. Có thể thấy rằng trong giờ kiểm tra bài cũ thì cô giáo đã gọi điện video cho từng bạn đang là F0 học online ở nhà để kiểm tra. Ngoài kiểm tra bài cũ ra thì đây cũng là cách giúp cho các bạn F0 theo dõi bài giảng và không bị hỏng kiến thức sau khi đã khỏi bệnh. Hình ảnh này sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn học sinh đã kêu trời mong rằng thầy cô của mình sẽ không thấy bài đăng này. Một số bạn thì bày tỏ sự đồng cảm khi mà ở nhà dưỡng thương là F0 cũng không thoát được cảnh học online. Bên cạnh đó thì một số học sinh đã ra trường lại để lại những bình luận khuyên các bạn nên học hành chăm chỉ, sau này ra trường rồi có muốn quay lại thì cũng khó. Ghi nhận một số bình luận như sau: mỗi lần cô kiểm tra bài cũ là lại rén lắm, đúng là cô cao tay thật, nghỉ F0 cũng không thoát. Cô chỉ không muốn học sinh thiếu điểm kiểm tra thôi mà, bây giờ thì kêu nhưng sau này lại phải cảm ơn cô đó. Trời ơi, mong là cô giáo của em không thấy bài đăng này, vân vân. Hiện tại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường học đã kết hợp linh hoạt cả hai hình thức là học online và học trên trường. Không chỉ có học sinh trở thành F0 mà nhiều thầy cô giáo cũng là F0 vẫn cố gắng phải soạn giáo án, dạy online cho học sinh, đảm bảo các bạn không bị quên kiến thức. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về cách kiểm tra bài cũ của cô giáo? Hãy để lại comment ở dưới cho SNU cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.